Trang xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn. Và hiện tại thì Trang đang có mặt tại xã Tịnh Niên, huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp. Ngày hôm nay thì Trang thay mặt cho các nhà hảo tâm để đến đây để sửa lại cái nhà cho gia đình của bà cụ 99 tuổi. Phải nói là một gia đình mà nhận được sự hỗ trợ nhiều nhất từ nhà nước. Trang xin chia sẻ lại một lần nữa. Dạ, bà 99 tuổi thì hiện tại bà sống cùng với là ba người con của bà ở đây, thì một người con lớn của bà là 74 tuổi, một người con kế là 71 tuổi, một người con gái thứ tư là 66 tuổi, một người con gái thứ năm là 65 tuổi. Gia đình ở một cái nhà trên, một cái nhà dưới. Thì lần trước Trang có chia sẻ với bà cô chú anh chị thì Trang có xin chính quyền địa phương để sửa lại cái nhà dưới đây, nhưng mà cái tuyến đường này đã vô tuyến đường mà nâng cấp lộ, nên nó là cái sự mà mình xin nhà các ban lãnh đạo xã cho Trang sửa chữa lại cái nhà bên đây thì không được, nên nó là ngày hôm nay thì Trang với các chú các anh lại để sửa cái nhà ở trên, để mà khi mà họ làm lộ á thì gia đình không có chỗ ở, lên trên để mà cùng nương náu. Hiện tại thì cái nhà ở trên đây là bề ngang là 4, bề dài là 8, không bà cô chú anh chị. Dạ, thì nhà thì nóc cắt được nhà nước hỗ trợ cách đây cũng đã 10 mấy đến 20 năm, thì cái thiết nóc đã lụng, đã lợp, đã dột hết rồi, rồi đòn tay thì đã mục nát hết, nên ngày hôm nay thì Trang thay mặt các nhà hảo tâm đến đây để mà lợp lại mái nhà. Thì cho gia đình của bà thì Trang đã kêu vật tư vô để mà lợp lại nhà rồi đó bà cô chú anh chị. Dạ, với cái cấu cái nhà của cô á, dỡ ra bây giờ thì Trang nghĩ là một số cây mình sẽ tận dụng lại được, nhưng mà bây giờ khi mà dỡ nhà ra thì hầu như tất cả các cây không sử dụng được cây nào hết, nên là bây giờ anh Lưng á có mua đó là cây 48 nè. Cây 48 thì tất cả là 1 ly 2, thì để mà mình làm trên đồng tay bà cô chú anh chị, rồi kế tiếp là mình sẽ làm các cửa buồng lại cho gia đình nữa, tại vì cửa buồng là đã bị mọt nó ăn hết trơn rồi. Con chào chú. Dạ, đó thì mấy chú chở nhà ra xong rồi mấy chú sẽ bắt đầu tháo những cây cũ, tháo cây cũ ra để mà mình làm những cây mới. Như ở bên đây là các chú tháo ra một cây, các chú bắt lại một cây mới rồi đó cô chú. Dạ, các chú đục cái tường ở bên bên đây để mà đút cây 48 vô cho nó kìm chắc lại, tại vì nhà của gia đình của bà thì nhà được nhà nước xây hỗ trợ là vách tường, mà cái này là vách tường là tường của hai vách hai bên hai nhà, và thật sự ra là nhà chỉ có được mặt dựng cửa buồng thôi chứ không có vách nào hết. Cái vách bên đây là được dựa tường ở bên phải, dựa tường ở bên phải, còn như bên trái của Trang thì được dựa tường bên trái. Là nhà của cô thật ra là nói là không có được cái vách nào hết, chỉ có được mặt dựng cửa buồng với lại vách sau thôi. Cũng may là gia đình đó được hai bên là vách, hai bên nhà tường, bên đây vách nhà tường mình nương tựa được một vách một bên, còn bên đây thì cũng nhà tường cho nên mình cũng nương tựa vách một bên, nên nó là nhà cô ở giữa, cô nhờ là hai vách hai bên luôn, nên cô không có tốn thêm tiền là tiền mình làm vách. Dạ đây, còn đây là bà cụ 99 tuổi. Nhà của bà là 4 người đều được nhận hỗ trợ từ nhà nước luôn. Bà thì nhận tiền người cao tuổi, cô ngồi canh bà thì nhận tiền là về thần kinh. Nhà thì có 2 người nhận thần kinh, một người nhận tiền mù và một người nhận tiền lớn tuổi. Tại vì bà là một gia đình của bà là nhận tiền nhà nước nhiều nhất. Còn nhà trên đây thì người con gái thứ năm của bà ở, cũng 4 thành viên. Người con gái của bà là 65 tuổi, người con rể là 66 tuổi, ở cùng với hai đứa cháu ngoại.
hai đứa cháu ngoài bị cha bỏ, cũng không có biết cha là ai. Cha cũng không có cấp dưỡng và nuôi luôn. Rồi mẹ thì đang có hai đứa con sanh đôi ở nhà trọ, cũng không có tiền nuôi gửi về cho hai bé ở nhà. Nên là gia đình là 8 người, chỉ có một mình chú 66 tuổi đi làm hồ nuôi cả gia đình. Đây thì ngày hôm nay thì Trang vô sửa nhà lại cho gia đình của bà. Thì sửa thứ nhất là cái nóc, cái thứ hai là cửa buồng, cái thứ ba là một cánh cửa trước. Đây, chú hai đang hàn cái cửa trước. Cửa này thì Trang không có làm cửa pano kiếm gì hết. Trang chỉ làm một cái khuôn kẽm, xong rồi mình bắn thiết phẳng vô. Thiết phẳng thì Trang có mua thiết phẳng nè để làm cửa. Đây là xin lỗi, là toan phẳng để mình bắt vô cửa. Cánh cửa này là cánh cửa trước. Lúc trước Trang lại đây thì cánh cửa nhà của cô là cánh cửa cây, bị dán mục ăn hết và gãy rồi. Nên ngày hôm nay lại thì Trang sửa luôn lại cho gia đình. Dạ, anh Linh đang làm cái cửa trước. Phía bên đây mình có làm thêm một cái cửa sau nữa. Chắc chú đã bắn lên tay xong rồi. Giờ thì mình đưa thiết lên để mình lợp. Bây giờ là 5 người súng vô một cái cánh cửa rồi. Nắm qua lên nóc nhà không nổi hả chú hai? Không gì, cái tay của chú mình gọi vô không có ấy mà nó vừa đẹp nữa. Tao xuống dưới tao nói, như ở dưới cho người ta biết. Tao nói thằng này nó làm khác lắm luôn. Trời ơi, bắn cấm đầu luôn rồi. Bây giờ mấy bà thấy kêu nó lại làm lại cửa làm lại nữa. Đây còn xuống em. Bằng xuống làm khác đi, lên làm khác. Nào giờ chưa có làm bên đằng khác. Rồi, nó đi lên đi xuống khác rồi đi lên. Các chú thông cảm đi, toàn là nhà này toàn người già với con nít không à. Già hút tuổi không à, chứ không phải già nhỏ tuổi đó. Chú hay gì không chú ba? Chú ba, ông hay gì không? Cái nhà này là được nhận tiền nhà nước nhiều nhất luôn nè. Bốn người trong gia đình nhận hết trơn, bốn người luôn mà. Nhận tuổi già nè, rồi nhận bị bệnh thần kinh hai người, bị mù người. Đó, là tính ra năm người là nhận hết trơn năm người rồi. Còn người con gửi thì đi mặn thì nuôi hai đứa nhỏ cháu ngoại đó. Thôi nghỉ đi. Đi đâu mà xuống cây mà còn lại. Để thằng trẻ làm cho. Trời ơi. Thì người không. Chú ba nói này con đồng ý nè. Bữa nay mặn được biết nhà ơi, còn mở mắt để mặn không hả? Hôm qua xíu nữa là công ta lên nó hút hai đứa con này. Hôm qua chạy về cái cua chợ cái đất á. Em mượn kéo anh. Tối quá cái không nhớ đường vô. Chạy bo vừa qua mặt container cái gặp cái đường vô cái khớp quên. Lần đầu tiên con đi mà bị container chỉ chú ba. Như thế này, chạy không biết đường bằng đêm mà về 8 giờ mấy. Nó chỉ mà con đâu dám nhầm. 8 giờ mấy tối chú ba. Nghe chăng cái cua quẹo của người ta gì nè, container chạy sau lưng mà ổng tự nhiên vượt qua mặt cái container cái quẹo ôm cua ngang. Container bóp kẹn quay lại chỉ cho mặt gì nè. Đó là kêu mùi tức đậu. Sẽ bắt đầu lập nóc nhà trước tiên.
tiện là mình sẽ lọc ở trước chứ. Dạ giờ thì mấy chú đang chuẩn bị chuyền thiết lên lợp nóc. Thiết này thì chị mua cho nhà cụ bà là 4,5 triệu và 108,000 một mét. Cẩn thận dây điện đó mấy chú ơi. Dạ. Dạ 4,5 triệu. Dạ. Dạ con lấy ở số 3. Xong ở trước rồi, giờ thì còn trên nóc. Còn đâu nữa mà đem, có 4 miếng à, đem hết 4 miếng rồi. Thôi đủ rồi, đừng đưa nữa.
Con đưa nữa cũng không có nữa. À, dạ thì hồi sáng giờ mấy chú với anh Lưng thì cũng đã lập xong nhà cho gia đình của bà cụ 99 tuổi rồi đó, bà cô chú anh chị. À, giờ thì Trang sẽ chia sẻ sơ về nhà của bà đến bà cô chú anh chị. Đây thì lập mình đã dỡ cái ơn trước ra mình lập luôn nè bà cô chú anh chị, mua đồng tay mới luôn. Đây con bàn giao nhà cho gia đình nha. Đây lập lại sao, thấy sao cô chú, im chưa? Mừng quá hả? Mừng chưa ăn cơm luôn hả? Đây con chia sẻ cánh cửa cái nha. Đây cánh cửa thì mấy chú mấy anh làm lại cánh cửa mới cho chú, lúc trước cửa cây nó bị mọt mối ăn hết rồi. Đây anh Lưng có mua thêm cái vê để ốp vô để mà mình có cọ tay vô nè, tại nhà này người lớn như nít không à, khá chắc chắn nha. Lập vô rồi cũng nhà lại cao ráo quá nè, bữa hổm quay thì nó tú kiểu như nó cái hồ mà nó bị cho khuất nhiều. Đây là có làm lại cho chú cái cửa buồn luôn nè bà cô chú anh chị, lập lại mình mua đồng tay mới mình lập lại hết luôn, có làm cái cửa buồn nữa nè. À, dạ thì bữa hổm thì lại đây á, anh Lưng tính là mình sẽ lập tới đây thôi, xong rồi cái lên dỡ nóc nhà ra để mình làm lại á, thì cái phát sinh ra thêm ở đằng sau nữa, có nhờ con của chú đi mua thêm một ít thiết để mình làm lại sau đây. À, dạ hôm trước á, thì khi mà anh Lưng lại đây đo để mình thước tắt đi mua thiết á, thì mình chỉ làm tới đây thôi, còn cái khúc này phát sinh sau ra thì anh Lưng với mấy chú có nhờ con của chú đi mua thêm đòn tay nè, rồi mua thêm thiết đây, mình làm có cửa sau cho chú nữa nè. Đây đó, bà cô chú thấy đó, có làm thêm cửa sau cho chú nữa nè. Giờ mình làm lại nó nhìn nó khang trang hơn, rồi cái nhìn nó thấy nó nhà nó cũng rộn rẽ hơn. Bữa hổm vô thì chỗ này mục rồi nó siêu quẹo á, nhìn nó không cao ráo. Bữa nay mình dỡ cây cũ ra mình kê thêm một cái cây lên đó mà cô chú thấy không, kê thêm cây 48 lên cái nó cao lên. Thoáng này hai chú, nay làm lại sẽ cao và thoáng mát rồi đó. À, dạ thì nay con đã làm xong lập nhà cho chú rồi hả chú. Hôm trước á, khi mà chú đi lại á, là xin mình sửa dưới cha ở dưới sông á, lại cho bộ bà cụ với lại mấy người anh chị mình ở á, thì ở xã nói mình như thế nào chú? Ở xã nín thinh người ta không nói gì chứ. Dạ. Mà ký không ký gì là biết ta, không cho chú lại xin ta nói sao không, ta không nói gì chứ. Mình bỏ đi, bỏ đi xin, hoài không dạ. Như chú lại xin người ta trình bày cho chú thế nào người ta mới đi chứ đâu lại được cái nào cái thì xuống sông người ta không cho cắt. Ờ thì nói đúng rồi thì người ta phải trả lời cho mình. Làm lỗ này thì hồi tôi cứ ký tên là 2025 ta làm mà. À là lỗ này là rồi. Là đang vô dự án làm lỗ đúng không? Rồi. 25 là làm lỗ. Năm nay 24 rồi. Rồi thì nó bỏ vô thước. Dạ, cho nên là nó đang trên tuyến đường làm lỗ á, nếu như mà nó cho chú cắt á thì khi mà cái cấp cao lên nữa đi vô thấy tại sao có nhà dưới sông mà mới thì nó lại phạt nữa. Nên là nó không cho, tại vì mình đang vô tuyến đường đang làm lỗ mà. Ừ. Nhưng mà không sao. À, không cho làm ở dưới sửa ở dưới thì bây giờ mình ở trên nè. Mình thay cái nóc mới rồi nó kín đáo rồi. Nhưng cái gì mà ở dưới sông mà không ở được thì đem bà lên đây ở cũng được. Thì đó vậy. Dạ. Còn ở dưới sông thì mình hoàn toàn không có sửa được. À, nhưng mà Trang có bàn với chú là Trang sửa không được, nhưng mà trong nhà thì chú mua lặt vặt về chú nói chú chấp chú giá gì đó thì được. Để mình cũng bên ngoài vô. Dạ, bên ngoài vô thì không được. Bởi vậy cũng nhiều hơn ấy lên cho nó cao cho bà đừng chụp ấy bên đó. Dạ vậy thì rồi giờ con chia sẻ ngày hôm nay con mua những vật tư con làm ha. Dạ. Nhà chú này là một cái nhà mà ta nói là hưởng trợ cấp nhiều nhất của nhà nước. Mà hưởng được tình yêu thương lớn nhất của hàng xóm luôn. Cô này là sáng rồi đi chợ là đi qua chợ cái là mấy ngày con mình coi vô cho xách đồ ăn về luôn đó, là người ta đi qua thì khỏi cần trình diễn hết, ta thấy mặt là thấy là cho ta cho rau củ thôi chứ không có cá thịt gì trơn á, nhưng mà mấy rau củ là hủ rau mình coi vô cho mấy lốc sữa bạn ạ. Dạ đủ lốc sữa với đem đồ tươi tới gầm chưa cô? Tới gầm chưa? Gần tới rồi. Tại vì có một cái tiệm vàng gầm là sẽ cho gia đình là mỗi người 100 ngàn với lại cho bà cụ 99 tuổi là ha ba lốc sữa.
Đó, cho nên là hôm mà gặm cái là cô này là không đi đâu chơi nè, canh ở nhà tặng cái cô kia qua hỗ trợ. Dạ, còn bây giờ thì con sẽ công bố số tiền mà con mua những gì con làm đến gia đình của mình ha. Hôm trước thì con kêu to qua đây là chú là người nhận to, cho nên là chú biết được con mua bao nhiêu tiền hả chú. Cái thiết nóc với lại mấy cây kẽm mà mình làm nhà lập nhà nè là 7 triệu 789 ngàn, là mua thiết dừng dừng với lại đồng tay của mình với cửa buồng mình luôn nè, là 7 triệu 789 ngàn. Sau cái là phát sinh nói sao là lúc đầu chú với anh Lưng là tính là mình làm mà tới cái nhà tắm chảy ra thôi, sao lại sao thấy quá trời nó xuống cấp nữa, cái mua thêm đồng tay mua thiết sao lợp thêm nữa là phát sinh thêm là 950 ngàn ha. Cái đó là con chú đi mua mà. Dạ, còn cái hôm nay đi thì con có mua nước với cơm cho mấy chú ăn là 100 ngàn, rồi hỗ trợ tiền xăng cho ba chú mỗi người 200 là 600 ngàn. Rồi á là con mua lặt vặt để mà làm vô cái nhà, là mua lặt vặt như là ốc lợp, ốc dừng, lắc kê, sơn xịt, bản lời, que hàng, đá cắt, đá mài, tổng cộng hết là 700 ngàn đồng. Tổng cộng là con mua chi phí hết làm nhà của mình là 10 triệu 139 ngàn. 10 triệu 139 ngàn nha chú. Còn thiết nóc á thì con mua cho chú là chú có kiểm thấy có dày không? Bốn em gửi đó, bốn em gửi từ 3.9 đến 4 ký đó. Tại vì dở ra rồi thấy cái nóc của mình hồi xưa với nóc bây giờ mình trời giật luôn chú. Tại vì con biết gia đình của mình là lớn tuổi không à, sau này mà muốn lợp lại cũng khó khăn nữa. Thôi bây giờ con mua một cái giày thiệt dày luôn để ở này hoài và hoài luôn. Tại vì em thấy làm tay là nước làm hơi xa. Dạ, còn bây giờ thì con sẽ đọc lại số tiền mà con nhận được từ các nhà hảo tâm nha. Xa quá rồi. Tại nhận tiền lâu lắm khoảng bà cô chú anh chị, mà con cái là mình phải đợi cho chú có kết quả với xong đó mình mới qua làm. Dạ, đầu tiên là Trang có nhận tiền là 5 triệu đồng của anh Khôi ở bên Mỹ. Có ba cô ở bên Mỹ có gửi cho Trang, đó là cô Liên, cô Lan và cô Kim, tổng số tiền ba cô là 7 triệu đồng. Kế tiếp thì Trang có nhận được 5 triệu đồng của cô Kim Dung ở Canada. Có 3 triệu đồng của ông Sen Kim Trần ở Mỹ. Tổng cộng là Trang nhận hết của gia đình của bà, gồm có là 8 thành viên, 4 người lớn tuổi, rồi cô chú này cũng hàng lớn tuổi rồi, 65 hết 66 rồi, với hai đứa cháu nhỏ nữa, là hình như là 8 người, người già trẻ em, không có lao động chính luôn. Đó là 20 triệu, tổng số tiền mà Trang nhận được từ các nhà hảo tâm là 20 triệu. Thì số tiền hồi nãy Trang mua á, hồi nãy Trang mua á là 10 triệu 139 ngàn. Dạ, 10 triệu 139 ngàn. Thì Trang lấy là 20 triệu, Trang trừ cho 10 triệu 139 ngàn. Thì số tiền mặt mà Trang còn giữ hiện tại là 9 triệu 861 ngàn. Thì số tiền này con sẽ gửi cho chú để mà chú mua những thiết bị giống như là trụ bê tông hay là bê tông nhẹ gì đó. Thì chú lót cái sàn mà giống như chú nói với con với chú bàn đó. Bây giờ là con không có mua được, con cũng không có sửa được. Nếu mà con sửa con phải dỡ hết con sửa. Thì bởi vậy. Bây giờ con không dỡ được thì con không có sửa được. Hồi nào giờ cô biết không? Tôi hồi đó dỡ bên vợ gần 40 năm rồi đó. Dạ. Mà không ai gia chạm chính quyền bởi tôi không chịu gì. Bởi con tôi mà làm gì chỉ là tôi không chịu đó. Ý tôi vậy đó. Dạ. Nếu bây giờ cho con làm. Dạ. Vậy thì mình có người làm thì con giao lại cho mình ha. Chứ còn con không đi vô thì con cắt nhà là con phải dỡ nhà ra hết. Con làm hết rồi cái con mới giao lại cái nhà giống gì nè. Con giao vậy. Còn giờ thì con không có đứng ra con làm được. Tại vì ở bên đây nó có những cái khó khăn con không có giải quyết được. Dạ, còn bây giờ là còn lại 9 triệu 861 ngàn con sẽ giao cho chú. Dạ, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, đây là 800, và đây là 61.000 nha chú. Dạ rồi, bây giờ con đã hoàn giao số tiền hết của các nhà hảo tâm rồi nha chú. Dạ, bây giờ thì chú có lời gì cảm ơn đến các nhà hảo tâm? Tôi cũng cảm ơn nhà hảo tâm vì tôi cuộc đời tôi chắc không có bao giờ sửa được gì chứ. Biết gì nữa là được cái nhà. Bao nhiêu năm rồi chú? Chính xác cái nhà này bao nhiêu năm rồi nhớ không? 17 năm. 17 năm 3 tháng rồi, tôi nhớ trơn. Trời ơi, 17 năm 3 tháng lẻ mấy ngày vậy chú? Tôi không có lẻ. Tôi biết đúng ngày nay luôn đó.
Dạ, thì hôm nay con bàn giao cho gia đình của mình, thì con cũng xin chúc mừng gia đình của mình có được một cái nóc mới ha. Dạ. Nhà của cô là không có vách luôn mà cô chú anh chị, vách là vách tường của hai bên. Đó, hai bên là hai bên hùng, còn bữa nay bên này thì con nó lạ. Không ăn cơm. Tháng nữa ăn cơm đâu. Vậy cô có ăn cơm không? Không. Không luôn. Đẹp. Mừng quá, mừng. Đi tới lưu hoài vậy đó. Cô con có thấy cô buồn đâu mà cô mồ cô mượn. Cô lúc nào cũng vui mà. Alo, hai chân nhỏ không? Người thương rồi á. Vậy có mừng không? Bữa nay cái làm mới thì mừng không? Tại vì mấy bốt mà có bị dở ở dưới là mình lên đây mình ở không có giọt mưa nữa rồi. Mừng nha. Dạ. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Cảm ơn quá, tôi suốt rồi, tôi không bao giờ tôi quên, nó thiệt. Tôi nhớ ơn ai mà không bao giờ tôi quên. Đang giới thiệu rồi, vậy giới thiệu. Có cái nhà ở ngoài gặp rồi. Rồi, gửi lời cảm ơn mấy chú đấy chứ. Tôi nói cảm ơn mấy chú hết trơn, với mấy anh em. Chú thấy không? Nghĩ có làm nắng quá trời nắng luôn, bữa nay nắng gì tôi đi làm từ thiện hoài tôi biết tối tôi làm hoài tôi làm ha, đâu có nghĩ gì công cán đâu. Dạ. Thì có lẽ là chú đi làm từ thiện rồi cho nên giờ giờ được từ thiện hỗ trợ lại chú đó. Chú đi làm hoài ha, chủ nhật tôi ở xong tôi đi ha. Dạ. Có sợ mưa tôi giấy đừng mưa, nó mưa chứ được mập đừng mưa mưa. Còn ngày mai đi sửa, ngày mai nó mất mốt nó đi làm giấy tờ cái. Dạ thì mình còn thiết cũ mình dở ra đó, cái mình treo ngoài này nữa thì cho nó mát chứ không tạt. Đó, mấy tôi chừa lại cho. Với lại còn một cây sắt bự. Giờ đi bán mà đâu. Còn nhóc bán. Mấy tôi thủ trên. Rồi. Mấy mốt nó sập qua làm sao lên trên, ngộ vậy đó. Mà tôi cũng từ từ cũng đem lên hả? Bà nói là bây giờ sập bà lên. Bà nói sập bà lên rồi. Chứ sửa lại cho nè. Mát. Trời ơi biết mát nữa chứ bộ. Trời ơi. Bà biết hết trơn thì đừng nhận tiền nhà nước nữa nha. Vậy. Tháng mấy trăm này quên này cô. Bảy trăm tương. Bà đầu tiên là bà cao tuổi nhiều. Được nhà cao tuổi có 377. Bà 99 tuổi nhận được 370. Rồi tới cái chú thứ hai là bao nhiêu? 704 bằng bà này nữa. 704. Rồi chú này cô này cũng 704. Trời hai người gì. Trời ơi. Thấy không? Người nào cũng nhận được trọng cấp cho bà cô chú. Mà đó giờ tôi xuống đây tôi giao cho bà không à. Ở làm như làm như tôi lo mần như cái rồi. Vô trong nhà mấy người nhà nước tôi vô trong nhà kiểm lại là không có bỏ ai bà này. Mấy người kia tao bỏ toàn bỏ hết. Vậy là bỏ. Vì tao biết. Bỏ ra một người. Dạ thì hôm nay thì ngày rất là vui mừng đến gia đình của 8 thành viên trong hai căn chòi, giống như là cái căn chòi với xong với một căn nhà. Thì niềm vui rất phục không bà cô chú anh chị đã đem lại niềm vui cho gia đình của chú. Thì một lần nữa cho Trang xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả những nhà hảo tâm, những cô chú anh chị đã yêu thương gia đình. Trong đó có anh Tony Nguyễn, anh Tony ở Hawaii cùng với anh Thái Anh Giàu, cùng với những nhà hảo tâm mà đã hỗ trợ cho chú có được cái cách lập lại căn nhà mới thế này. Trang xin gửi lời chúc sức khỏe đến cô chú anh chị. Trang mong lúc nào cô chú anh chị cũng luôn được dồi dào sức khỏe, công việc lúc nào cũng luôn được thuận lợi và thành công nhất. Bây giờ thì gia đình mình chào ông bà hai chú. Chào ông bà. Có nhà mới rồi đó, cười đi. Cười đi con, cười cho cô ơi. Khóc hoài mà. Đâu bay cho cô ơi, bay gì đây? Bay con. Người đâu mà nhà gì đâu lớn tuổi u 60 mà còn thêm hai đứa nhỏ nữa. Ai đâu mà làm gì không? Dạ chú cũng gán sửa sớm sớm đi đặng cho bà nằm nha cho chú. Dạ. Tại vì cái dốc nó bị sụp rồi, nó hơi nghiêng rồi. Sao sáng giờ con thấy bà ngủ không ạ ta? Ừ, nó ăn được, nó ngủ rồi, lúc cơm ăn rồi.